Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel review nước hoa của mình. Ngày hôm nay mình sẽ review một chai nước hoa của nhà Tom Ford có tên gọi là Vé Dong Son. Thì Vé Dong Son á, có nghĩa là Vé có nghĩa là green, Dong Son có incense á, có nghĩa là nhang. Thì tạm dịch nó là green incense hoặc là nhang xanh. Thì các nốt hương của nó á, gồm có như mùi nhang nè, rồi mùi lá thông, hoa vòi voi, hương gỗ, nhựa cây và cây hoàng dương. Thì các bạn thấy cái nốt hương này nó hoàn toàn rất là xa lạ. Cái mùi hương này các bạn sẽ không có ngửi được, nó giống trong bất kỳ cái chai nước hoa nào đó, có rất là có nét riêng của Vé Dong Son của nó. Nhưng mà để mình miêu tả như vậy thì khi mà xịt á, nó rất là xanh, nó xanh giống như là mùi các bạn ăn rau sống vậy đó, hay là mùi sinh tố rau vậy, các bạn xay rau ra đó, nó xanh lắm. Rồi nhưng mà ở phía sau cái xanh đó thì nó có cái vị ngọt của cái nhựa cây và cái mùi nhang rất là ấm và rất là khô đó. Thì các bạn thử hình dung ra đó, là các bạn đi vô một khu rừng thì xung quanh là cây cỏ rồi nó xanh lắm, các bạn bước lên cỏ rồi đó thì cái giống như các bạn đạp lên hoặc là gì đó, hay là các bạn quơ tay, hay là các bạn bứt cái cây gì đó, thì cái mùi hương xanh của cái cây á, nó dâng ra thì các bạn ngửi nó tươi lắm. Xong đó các bạn càng đi á, thì các bạn sẽ thấy ở trong đó nó có một cái ngôi nhà. Thì trong cái ngôi nhà đó họ đang đốt nhang, thì cái mùi nhang nó phản phất ra ngoài. Thì các bạn vừa ngửi được cái mùi xanh của cây cối xung quanh và các bạn vừa ngửi được cái mùi nhang của nó. Đó, thì các bạn có thể hình dung ra được là đúng như cái tên gọi của nó, Vé Dong Son có nghĩa là green incense, là mùi nhang xanh. Đó. Ok, nói về độ lưu hương của nó thì không có cần gì phải nói là lâu lắm, hơn 8 tiếng. Còn độ tỏa hương của nó đó, thì khi mà xịt á, thì nó tỏa hương xa, nó tỏa hương mạnh, tại nó xanh lắm, mới xịt nó rất là mạnh, chọc vô mũi các bạn luôn. Nhưng mà sau 2-3 tiếng trở đi á, thì nó dịu lại xuống, nó tỏa hương còn khoảng nửa cánh tay thôi, không có khủng cho lắm. Rồi, thời điểm khử dùng á, thì cái chai này các bạn nên xài vào khí hậu mát. Đó, mùa xuân, mùa thu, mùa đông. Mùa hè đừng nên xài tại nó nồng lắm, nó rất là mạnh. Dùng vào dịp gì á, thì hiện tại vì mình cũng không có biết dùng vào dịp gì. Đó, đi làm, đi học, đi chơi, hẹn hò, mình thấy nó không phù hợp. Chai này á, thì nó hay thiệt, nhưng mà các bạn có thể dùng mình thấy, để đến nơi mình sẽ nói. Thì theo như mình thì mình thấy nó hơi khó xài chút xíu. Đó, dùng vào dịp gì cho nên mình chưa nghĩ ra. Xịt bao nhiêu lần á, thì các bạn nên dừng ở khoảng 3 shot là được rồi, không có nhiều cho lắm. Độ tuổi khuyên dùng á, là mình nghĩ các bạn nên trên 30 tuổi xài hợp hơn, tại vì cái mùi hương này nó hơi khô, nó hơi cứng, nó hơi đứng tuổi, không có phù hợp dành cho những bạn còn dưới 21 tuổi. Đó. Chấm điểm á, giá tiền của nó thì 4/5, cũng như mấy chai Tom Ford khác thôi, khoảng 50ml, khoảng 235. Độ hấp dẫn của nó thì mình chấm 2/5. Chai này thực sự nó không có sexy. Đó, nó không có hấp dẫn cho lắm, cho nên mình nghĩ các bạn đừng có nên quan tâm nó. Độ lưu hương của nó thì 5/5, độ tỏa hương của nó thì 3/5, khoảng nửa cánh tay. Còn độ linh hoạt của nó thì 3/5, nó hơi khó xài, rất khó xài. Đó, thì tổng số điểm của chai này là 3.4/5 điểm. Thì kết luận á, là mình nghĩ các bạn không có nên mua chai này. Tuy cái mùi hương của nó thì hay, nó có phong cách riêng, nó rất là có ý tính sáng tạo của Tom Ford, nhưng mà các bạn có cần nó hay không thì mình theo như mình là không, các bạn không cần chai này. Tại vì mục đích của các bạn xài nước hoa để làm gì, là để cho các bạn thơm tho sạch sẽ, để cho các bạn giống như là gây ấn tượng với những người xung quanh, để cho các bạn hấp dẫn với người yêu của mình. Nhưng mà cái chai này nó không đáp ứng được những ba cái yếu tố đó, là nó hơi tối nè, nó hơi khô, nó không có sạch sẽ. Rồi nó không có giống như nó gây ấn tượng đối với người xung quanh, nhưng mà cái ấn tượng đó thì mình nghĩ nó sẽ không phải là ấn tượng tốt, tại vì nó xanh lắm các bạn hiểu không, cái nó xanh lắm đi. Nếu mà nước hoa các bạn xài đi mà tự nhiên nó có mùi giống như tương tự mùi rau nó hơi kỳ hiểu không. Đó, thường thường nước hoa thì dùng như hoa hồng nè, rồi hoa lài, hoa huệ đó, thì mấy cái đó thì nó dễ đi. Còn nếu mà cái mùi nó có mùi lá thông, nó hơi khô đúng không, thì cái này xài mùa đông thì hợp, giống như là đang Christmas đúng không, đang chuẩn bị sắp tới Noel thì ok. Nhưng mà theo như mình không có đáng tiền mua, thì mình review cho các bạn giống như là
tham khảo thôi. Tại vì mình tính làm cái video top 10 chai nước hoa Tom Ford đó, hoặc là top 10 nước hoa Creed, cho nên mình muốn review càng nhiều càng tốt của mấy cái nhà này. Sau đó sẽ mình sẽ chọn lọc cho các bạn top 10 chai nước hoa mà theo như mình đáng tiền mua, để cho các bạn tập trung. Giống như là các bạn tham khảo thêm là các bạn chỉ tập trung 10 chai đó để các bạn trải nghiệm thôi. Còn những chai khác á, thì mình giống như mình không nói là các bạn nên tin mình. Tại nhiều khi giống như là mình ngửi như vậy mình không thích, nhưng mà nhiều khi các bạn lại thích. Nhưng mà chủ yếu là để cho các bạn, một số bạn mà không biết á, thì coi như là các bạn có thể rút ngắn được lại cái list của nó, test 10 chai đó thôi. Nếu mà 10 chai đó các bạn không thích thì các bạn có thể kiếm những cái chai mà mình nói mình không thích á, các bạn test, nhiều khi các bạn sẽ thích mấy chai đó. Đó, chủ yếu là như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn ở video của ngày hôm sau. Chào tạm biệt.